Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo một cái ví để chứa những cái đồng tiền kỹ thuật số như ETH, BTC, USDT, và một cái ví này nó sẽ tích hợp được nhiều mạng khác nhau các bạn, như dụ như BNB Smart Chain, HUBI của Chain, ETH này nọ rồi các bạn, OK Chain rồi các bạn. Để có một cái ví hoàn chỉnh thì các bạn click vào link mô tả của mình, các bạn mở nói chuyện các bạn về Sitlay hoặc Upsor, các bạn tải về một cái ví có tên là To Cần Podcast các bạn. Video này mình hướng dẫn các bạn tạo ví và backup ví để sử dụng các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ ví lên To Cần Podcast các bạn ra nè các bạn. Thì sau khi các bạn mở ví To Cần Podcast ra thì nó có hai mục AM account và no account, nghĩa là tôi đã có ví và tôi không có ví các bạn. Thì các bạn nào chưa có ví thì các bạn nhấp vào mục no account nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào, ví dụ như các bạn muốn tạo một cái ví chạy trên nền tảng là HUBI của Chain nha các bạn, thì các bạn bấm vào Heiko Blockchain nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Create Wallet nè các bạn. Thì name thì các bạn tự đặt nha các bạn. Ví dụ HT của Chain 1. Bạn đặt bạn nhớ thôi, password thì các bạn tự đặt nha các bạn. Ví dụ như anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Rồi ở đây thì các bạn xác nhận là mật khẩu nha các bạn. Anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Mật khẩu đơn giản thôi nha các bạn. Rồi các bạn tích vào tôi chấp nhận điều khoản nha các bạn. Còn mục 2 này thì một bỏ nè. Các bạn bấm vào Red Wallet nè. Thì nó sẽ tạo cho bạn một cái ví nha các bạn. Thì sau khi nó ra một cái gì nó ấy là 12 cụm từ này là ăn để dành backup đơn nha các bạn. Thì các bạn bấm vào I am Go Wallet nè. Các bạn phải dùng một cái điện thoại hoặc là một cái giấy viết gì các bạn ghi 12 cụm từ này chính xác các bạn. 12 cụm từ này mà bị tiết lộ là như là cái tài khoản bằng mắt đó nha các bạn. Tao mà dùng điện thoại mình chụp lại các bạn. Ok, đã chụp rồi. Phải không ta? Ok. Rồi các bạn bấm vào complete backup verify now nè các bạn. Rồi các bạn sắp xếp lên 12 cụm từ để cho chính xác nha các bạn. Số 1 là fit nè. Số 2 là s. Mười một là shit, 12 là chai. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi ok, như vậy là nó tạo cho mình một cái ví có tên là HUBI của Chain nè các bạn. Các bạn bấm am rest, bạn bỏ nha các bạn. Rồi ví dụ như bạn muốn áp con chắc của To Cần chạy trên tảng HUBI của Chain thì các bạn nhấp vào dấu cộng nè các bạn. Thì tên To Cần name thì các bạn tự gõ nha các bạn. Ví dụ như bạn muốn áp con chắc là HUSD thì các bạn nhấp vào dấu cộng nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn thì nó ra một cái HUDT nè các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ với HUHT nè các bạn. Thì gỡ nhận thì mình hướng dẫn các bạn gỡ nhận các bạn. Các bạn bấm vào HUDT nè. Có một reset này nè, các bạn bấm vào reset nha. Các bạn bấm vào confirm nè. Là cái địa chỉ nhận của mình chỗ này nè các bạn. Còn địa chỉ gỡ nè. Gỡ thì các bạn bấm vào transfer nha các bạn. Các bạn bấm vào transfer tiếp tục nè. Thì bạn bắt cái địa chỉ người nhận, đây số lượng nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tất cả các bạn mà bấm vào một wallet cái ví nè các bạn. Thì các bạn muốn tích hợp những cái mạng BNB Smart Chain thì cũng vậy nha các bạn. Đây thì tôi tạo tài khoản nè, bắt up tài khoản nè. Như bạn có một cái tài khoản rồi bạn bấm vào I am wallet nè. Rồi các bạn bấm vào Many Monet nè. Thì các bạn dùng 12 chữ 12 ký tự chữ hồi nãy nha các bạn. Mình làm cho các bạn luôn nè. Rồi các bạn có thể dùng 12 chữ ký tự này trên ví Chút Wallet các bạn bắt up qua cũng được, hoặc là các bạn dùng 12 ký tự trên ví MetaMask cũng được nha các bạn. Rồi anh em thì các bạn ghi BC Chain là BNB Smart Chain nha các bạn. Smart Chain đi. Thì mình ví dụ thôi các bạn. Rồi password thì các bạn tự đặt đi, ví dụ như anh 1 2 3 4 5 5 số 2 nữa. Rồi các bạn tiếp tục lại anh 5 số 2 xác nhận mình password lại 1 2 3 4 5. Rồi các bạn bấm chìa khóa bấm vào I am rat nha các bạn. Ok, như vậy là bạn có thêm một cái địa chỉ ví là BNB Smart Chain nha các bạn. Thì địa chỉ nhận của bạn thì nó cũng y chang cái địa chỉ của bên HUBI của Chain đó các bạn. Reset nè.
không nhân chính 5D bắt đắp lại đây. Rồi các bạn chọn xuống Hubie của Chen các bạn, thì nó cũng không nhân chính 5D rồi các bạn. Nó cũng cùng địa chỉ phải phải các bạn chậm xíu các bạn. Khi các bạn nhận thì các bạn dùng một chung một địa chỉ bạn. Ví dụ như bạn nhận Hubie HT thì bạn nhấp vào một tên như đây nè các bạn. Các bạn chọn HT này các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ nhận này các bạn. Thì ở đây có nhiều mạng, ví dụ như ETH, John, OKChain này nọ, thì các bạn cũng áp con chắc tương tự như nha các bạn. Ok, như vậy mình video mình hướng dẫn các bạn tạo ví podcast token và bắt đắp ví token cũng đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.